Chiều ngày 10 tháng 10, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Portcost đã tổ chức lễ bàn giao và ra mắt công trình chuyển đổi số đa nền tảng, đa chức năng cho toàn bộ cơ sở vật chất trường. Công trình thể hiện không gian 3 chiều của 29 tòa nhà cùng 50 phòng thí nghiệm điển hình của 12 khoa trung tâm đào tạo, các trung tâm nghiên cứu, thư viện thông qua hệ thống hình 360 độ. Bên cạnh đó còn có các thông tin song ngữ Việt Anh, hình ảnh, âm thanh, video, giới thiệu về các khoa, trung tâm, các loại thiết bị phục vụ giảng dạy. Công trình chuyển đổi số còn tích hợp nhiều tính năng động khác, cho phép người dùng thao tác trực tiếp tại bất cứ điểm nào trên mô hình 3D của trường, như đo đạc vị trí, tính toán các thông số hình học tọa độ XYZ, chu vi, diện tích, thông số màu, so sánh sự thay đổi về cơ sở vật chất giữa các năm. Khi được tích hợp vào công trình thực tế ảo, các tính năng động trên giúp cung cấp thông tin chính xác và chi tiết về cơ sở hạ tầng của trường, từ đó góp phần tối ưu hóa công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất cũng như tăng cường hiệu quả quản trị số của trường. Bên cạnh đó, với việc tích hợp một số đầu sách điện tử lên trên nền tảng số, cho phép sinh viên dùng chung cơ sở dữ liệu cùng lúc mà không giới hạn về không gian, thời gian truy cập. Trên không gian ảo của thư viện, sinh viên có thể di chuyển đến giá sách và chọn vào cuốn sách đã được số hóa để đọc chúng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, công trình thực tế ảo được thực hiện trong vòng 1 năm đã số hóa toàn bộ không gian trường. Toàn bộ hình ảnh, nội dung thông tin, các mô hình 3D đều được thể hiện một cách rất chi tiết chân thực. Đặc biệt, công trình còn chứa rất nhiều tính năng mới so với các nền tảng trải nghiệm thực tế ảo như tính toán, đo đạc, thông báo tình trạng thiết bị, tích hợp sách điện tử trong thư viện. Đây sẽ là một công cụ hữu hiệu để đẩy mạnh công tác truyền thông, kiểm định chất lượng, cũng như tăng cường hiệu quả quản trị số hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường.